Chào các bạn, trong số 3 sản phẩm mới của Audi tại Việt Nam Motor Show 2014 thì mình rất là ấn tượng với mẫu A7 Sportback. Mặc dù điểm nhấn của hãng là Audi TT, sự kết hợp giữa một chiếc sedan hạng sang và phong cách thể thao của một mẫu coupe đã tạo nên một chiếc A7 Sportback có đầy đủ những nét tiêu biểu của cả hai dòng xe nói trên. Về ngoại thất thì A7 Sportback có kích thước khá là lớn so với mẫu sedan bình thường. Tuy nhiên, với những đường nét mềm mại theo phong cách coupe làm cho chiếc xe trở nên đẹp hơn và thể thao hơn. Ngay từ khi ra mắt vào năm 2010 thì A7 Sportback đã tạo nên cái tiêu chuẩn mới trong cái việc thiết kế xe ô tô. Ở phần mũi xe thì cái phong cách Audi rất là đặc trưng với logo vuông tròn nổi bật, tiêu tản nhiệt lớn, cụm đèn pha rất là nhỏ gọn với hai dải đèn LED chạy ban ngày song song với nhau và tách ra ở rìa, và đèn pha cũng là đèn LED ma trận với khả năng chiếu sáng tối ưu, không gây chói mắt cho những người đi phía đối diện. Đèn tín hiệu của A7 Sportback là loại chạy tia ở phía trước và loại tiêu chuẩn ở phía sau. Đèn hậu ở phía sau cũng có thiết kế dải đèn LED tương tự như phía trước nhưng có màu đỏ. Nắp capo của A7 Sportback được kéo dài và vuốt rất mềm mại. Các trục xe cũng được làm mềm mại để tạo nên tổng thể năng động của chiếc xe. Phiên bản Audi A7 Sportback mới có chiều dài tổng thể là 4,97m. Thân xe của A7 Sportback được chế tạo từ hợp kim nhôm và thép công nghệ cao. Nó vừa có sự vững chắc nhưng vẫn giảm được trọng lượng cho xe, đồng thời là giảm tiếng ồn khi vận hành. Audi A7 Sportback được trang bị bánh mâm hợp kim nhôm 7 chấu với các tùy chọn từ 18 inch đến 21 inch tùy theo sở thích của chủ nhân. Về nội thất thì Audi mang đến một phong cách thể thao đồng nhất cho A7 Sportback. Điểm nhấn là một đường cung rộng chạy từ ghế lái đến hàng ghế phía sau. Phần lái được phối màu rất là nhẹ nhàng và trang nhã với loại ghế da Vancona màu đỏ, màu nâu đỏ kết hợp với những mảng ốp bằng nhôm hoặc là gỗ ốp chó Guilford. Khách hàng cũng có thể tùy chọn tổng cộng 5 màu ghế. Ở hàng ghế trước thì có thể tùy chọn 4 mẫu ghế khác nhau với những tính năng như là thông hơi, massage. Các tính năng tiện ích khác có trên Audi A7 Sportback như là MMI Radio Plus với màn hình 6.5 inch. Audi A7 Sportback 2015 được trang bị thế động cơ V6 3.0 TFSI mạnh mẽ cho công suất khoảng 333 mã lực. Mặc dù có công suất mạnh hơn so với động cơ cũ nhưng A7 Sportback lại tiết kiệm nhiên liệu hơn. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của A7 Sportback là 7,6 lít cho 100 km, giảm khoảng 0,6 lít. Với một cái động cơ rất là mạnh mẽ cùng với hệ thống vận động của an toàn thời gian Quattro, Audi A7 Sportback hứa hẹn mang lại cảm giác lái rất là thể thao và thoải mái. Xe còn được trang bị các công nghệ hỗ trợ khác như là hệ thống lái cơ điện tử, hệ thống kiểm soát tốc độ thích ứng. Ngoài ra thì chủ sở hữu có thể tùy chọn các hệ thống như hệ thống lái năng động, hai phiên bản hệ thống treo thể thao và hệ thống treo khí thích ứng. Audi A7 Sportback 2015 sẽ được phân phối tại Việt Nam bắt đầu từ năm sau thông qua hai nhà phân phối là Audi Hà Nội và Audi Hồ Chí Minh. Mức giá khởi điểm của Audi A7 Sportback là 3,3 tỷ đồng và nó sẽ có sự thay đổi tùy theo các tùy chọn mà chủ nhân đưa ra. Xin cảm ơn các bạn.